Gần 8.000 khách du lịch nước ngoài đã nộp đơn xin giấy chứng nhận nhập cảnh COE thông qua các đại sứ quán và lãnh sự quán Thái Lan trên khắp thế giới kể từ khi nước này bắt đầu giai đoạn thử nghiệm hộp cát Phuket từ ngày 1 tháng 7, trong kế hoạch mở cửa trở lại du lịch đầy tham vọng của quốc gia Đông Nam Á này. Cục lãnh sự Thái Lan cho biết nhiều du khách nước ngoài rất quan tâm đến việc thí điểm đón khách nước ngoài tại hòn đảo nghỉ dưỡng Phuket. Kể từ khi chương trình hộp cát Phuket bắt đầu, 7.890 khách du lịch nước ngoài đã đăng ký xin giấy chứng nhận nhập cảnh COE. Trong khi đó, Tổng cục Du lịch Thái Lan cho biết hơn 1.300 du khách nước ngoài đã tới Phuket trong 3 ngày đầu tiên triển khai mô hình hộp cát miễn cách ly đối với du khách đã được tiêm chủng đầy đủ và có giấy chứng nhận không mắc COVID-19 trong vòng 72 giờ. Chính phủ Thái Lan hy vọng sẽ có khoảng 100.000 du khách nước ngoài tới Phuket trong quý 3 năm nay, tạo ra doanh thu khoảng 277 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp khách sạn đang đặt hy vọng vào mô hình hộp cát Phuket để đẩy nhanh sự phục hồi du lịch và cứu ngành này khỏi một năm mất mát nữa, bất chấp những rủi ro và sự không chắc chắn liên quan đến đại dịch COVID-19. Ngày 5 tháng 7, Bộ Y tế Israel cho biết, vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech mặc dù giảm hiệu quả phòng ngừa lây nhiễm trong bối cảnh biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 lây lan mạnh cùng với việc nước này chấm dứt các biện pháp giãn cách xã hội, song hiệu quả ngăn chặn tình trạng bệnh nặng vẫn cao. Theo Bộ Y tế Israel, hiệu quả của vaccine trong phòng ngừa lây nhiễm COVID-19 và các bệnh có triệu chứng giảm xuống còn 64% kể từ ngày 6 tháng 6. Tuy nhiên, hiệu quả ngăn chặn các ca nhập viện và bệnh nặng do nhiễm virus vẫn ở mức 93%. Bộ Y tế Israel không cung cấp thêm thông tin chi tiết, nhưng trong một báo cáo công bố hồi tháng 5 vừa qua, các quan chức bộ này cho biết việc tiêm hai liều vaccine Pfizer có hiệu quả phòng ngừa lây nhiễm, nhập viện và bệnh nặng lên đến 95%. Một người phát ngôn của Pfizer từ chối bình luận về dữ liệu mới được Israel công bố. Tuy nhiên, người phát ngôn này dẫn đến một kết quả nghiên cứu khác chỉ ra các kháng thể sinh sản sau khi tiêm vaccine của hãng có khả năng vụ hóa tất cả các biến thể virus được biết cho tới nay, trong đó có cả biến thể Delta, dù có phần yếu đi. Bộ Quốc phòng Philippines đã chỉ thị mở cuộc điều tra vụ rơi máy bay C-130 tại tỉnh Sulu, miền nam đất nước. Ít nhất 50 người đã thiệt mạng trong thảm kịch hàng không quân đội nghiêm trọng nhất tại Philippines trong gần 30 năm qua. 50 người bao gồm 47 binh sĩ trên máy bay và 3 dân thường dưới mặt đất đã thiệt mạng. 53 người khác bị thương trong tai nạn máy bay này. Theo người phát ngôn quân đội Philippines, trước khi gặp nạn, chiếc máy bay C-130 ở trong tình trạng rất tốt và tuân thủ những quy định về hoạt động. Máy bay còn 11.000 giờ bay nữa mới đến lượt bảo dưỡng tiếp theo. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành công tác tìm kiếm và thu hồi các bộ phận của máy bay tại hiện trường, bao gồm cả hộp đen. Máy bay bị rơi tại khu vực có tranh chấp giữa quân đội với các tay súng Hồi giáo ở Philippines. Tuy nhiên, qua điều tra ban đầu, giới chức Philippines lại trừ khả năng chiếc máy bay đã bị tấn công. Hàn Quốc đã đàm phán với các nhà sản xuất vaccine công nghệ mRNA, bao gồm Pfizer và Moderna, sẵn sàng cung ứng 1 tỷ liều ngay lập tức. Ủy ban Trung tâm Vaccine Toàn cầu thuộc Bộ Y tế Hàn Quốc tiết lộ kế hoạch đàm phán sản xuất vaccine công nghệ mRNA của chính phủ Hàn Quốc. Nếu thành công, kế hoạch sẽ giảm bớt áp lực lên nguồn cung vaccine COVID-19 trên toàn cầu, đặc biệt ở châu Á, nơi đang chậm hơn nhiều so với Bắc Mỹ và châu Âu trong triển khai vaccine, đồng thời đưa Hàn Quốc tới gần hơn với tham vọng trở thành trung tâm sản xuất vaccine chủ chốt trong khu vực. Về phía các hãng dược, BioNTech từ chối bình luận, Moderna và CureVac không trả lời yêu cầu bình luận. Phát ngôn viên của Pfizer chỉ cho hay công ty đang nỗ lực tăng cường chuỗi cung ứng vaccine toàn cầu nhưng chưa công bố chi tiết cụ thể của kế hoạch. Biến thể Delta là nguyên nhân khiến dịch bệnh tại Hàn Quốc lây lan mạnh. Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc vừa thông báo quốc gia này đã ghi nhận 711 ca mắc mới COVID-19. Tiếp nối chương trình là các thông tin đến từ khu vực châu Âu. Anh vẫn dự kiến kết thúc lộ trình phong tỏa vào ngày 19 tháng 7. Nga cho biết không có bằng chứng vaccine COVID-19 ảnh hưởng tới khả năng sinh sản. Ngày 5 tháng 7, Thủ tướng Anh Boris Johnson xác nhận đeo khẩu trang và giãn cách xã hội sẽ không còn là quy định bắt buộc trong giai đoạn cuối cùng của lộ trình dỡ bỏ phong tỏa tại nước này, dự kiến vào ngày 19 tháng 7 tới. Phát biểu tại cuộc họp báo tại phố Downing, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết ông hy vọng lộ trình dỡ bỏ phong tỏa của Anh sẽ được thực hiện theo đúng kế hoạch. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào ngày 12 tháng 7, sau khi chính phủ Anh đánh giá dữ liệu mới nhất. Theo Thủ tướng Johnson, Anh có thể chấm dứt phần lớn những biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19 là nhờ vào thành công của chương trình tiêm chủng. Ông cho rằng nếu lúc này không tiếp tục thực hiện lộ trình mở cửa trở lại theo kế hoạch, thì khó có thể biết khi nào mới có thể chấm dứt lệnh phong tỏa. Tuy nhiên, Thủ tướng Johnson cảnh báo số ca mắc COVID-19 tại Anh có thể tăng tới 50.000 ca mỗi ngày vào cuối tháng này và số ca tử vong do COVID-19 cũng sẽ tăng. Ông cho biết các quy định tự cách ly đối với những người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 sẽ tiếp tục được áp dụng. Bộ Y tế Nga khẳng định,
hiện vẫn chưa có bất kỳ dữ liệu nào cho thấy các loại vaccine ngừa COVID-19 có tác động tiêu cực tới chức năng sinh sản của đàn ông và phụ nữ. Bộ Y tế Nga ngày 6 tháng 7 đã công bố văn bản hướng dẫn thứ tư được cập nhật đối với việc phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh. Theo bản hướng dẫn, trong giai đoạn chuẩn bị mang thai, việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 là điều rất cần thiết. Bộ Y tế Nga lưu ý hiện vẫn chưa có dữ liệu về các tác động tiêu cực của các loại vaccine ngừa COVID-19 đối với khả năng sinh sản của đàn ông và phụ nữ. Các loại vaccine trong nước rất an toàn, trong khi nếu không may nhiễm virus SARS-CoV-2, căn bệnh có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh sản. Trước đó, hồi tháng 12 năm 2020, Viện Nghiên cứu Gamaleya, nơi phát triển vaccine Sputnik V, khẳng định không có bằng chứng cho thấy mối liên hệ giữa vaccine và khả năng sinh sản của con người. Nga đang phải vật lộn đối phó với sự gia tăng các ca mắc do biến chủng Delta và tỷ lệ tiêm chủng thấp vì người dân chần chừ tiêm vaccine. Bộ trưởng Y tế Pháp đã hối thúc người dân đi tiêm vaccine ngừa COVID-19 nhiều nhất có thể, đồng thời cảnh báo rằng quốc gia châu Âu này có thể rơi vào làn sóng dịch bệnh thứ tư vào cuối tháng này do biến thể Delta có mức độ lây nhiễm cao. Bộ Y tế Pháp cho hay trong 5 ngày qua, mức độ lây nhiễm không giảm mà nguyên nhân là do biến thể Delta. Bộ này cảnh báo tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Anh là ví dụ cho thấy làn sóng thứ tư có nguy cơ xảy ra tại Pháp. Do vậy, nước này phải đẩy nhanh tiến độ chiến dịch tiêm chủng. Nhà chức trách Pháp thừa nhận số người chích ngừa COVID-19 còn chưa đủ dù lượng vaccine còn nhiều. Điều này có thể khiến số ca nhiễm gia tăng. Dữ liệu gần nhất vào ngày 1 tháng 7 cho thấy tỷ lệ dương tính COVID-19 tại Pháp đang ở mức 21 trên mỗi 100.000 người. Tuy vẫn ở dưới mức báo động là 50 trên 100.000 người, con số này tăng đột ngột 10% so với tuần trước đó. Ngày 5 tháng 7, Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Andreas Norlin đã đề xuất lãnh đạo Đảng Dân Chủ Xã hội Stefan Löfven làm Thủ tướng nước này. Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Andreas Norlin đã điện đàm và giao nhiệm vụ cho ông Stefan Löfven tìm kiếm các khả năng thành lập chính phủ mới. Theo quy định, để trở lại cương vị thủ tướng, ông Löfven sẽ phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu tại quốc hội trong thời gian tới. Giới phân tích cho rằng, mặc dù vẫn chưa có gì chắc chắn, nhưng quyết định này ít nhất có thể tạm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này. Trong khi có thể tránh được kịch bản đa số phiếu chống lại ông trong cuộc bỏ phiếu sắp tới, ông Löfven vẫn có thể rơi vào tình cảnh thiếu sự hỗ trợ cần thiết để thông qua các dự luật ngân sách tại quốc hội. Nếu giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu sắp tới, ông Löfven sẽ có nhiều tháng để giải quyết các bế tắc hiện nay, dù tuyên bố sẽ từ chức một lần nữa nếu ngân sách không được quốc hội thông qua. Những tin tức từ châu Mỹ sẽ tiếp nối chương trình ngay sau đây. Mỹ đứng trước sự cứng rắn từ phía Nga do không thể hiện sự thiện chí. Mỹ chuẩn bị ứng phó với bão Elsa. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, bất cứ ý đồ nào của Mỹ nhằm đối thoại với Nga trên thế mạnh sẽ thất bại và Moscow sẽ đáp trả cứng rắn đối với những hành động không thiện chí. Trước thêm chuyến thăm Jakarta dự kiến vào ngày 6 tháng 7, ông Lavrov nêu rõ những ý đồ đối thoại với Nga trên thế mạnh chắc chắn sẽ thất bại ngay từ đầu. Nga sẽ đáp trả một cách cứng rắn và kiên quyết đối với những hành động không thân thiện. Ông Lavrov đưa ra phát biểu trên sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden tại Jena, Thụy Sĩ. Ngoại trưởng Lavrov đánh giá hội nghị này diễn ra thẳng thắn và hiệu quả, đồng thời cho biết phía Nga hài lòng với kết quả hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo, trong đó hai bên đã tỏ rõ lập trường và thể hiện mong muốn hiểu nhau. Theo Ngoại trưởng Nga, kết quả này dù khiêm tốn nhưng có thể được xem là một bước tiến hướng tới khôi phục trạng thái bình thường trong quan hệ giữa hai nước dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Theo tổ chức phi chính phủ Gun Violence Archive, chuyên theo dõi các vụ bạo lực súng đạn tại Mỹ, dịp kỷ niệm Quốc khánh Mỹ cuối tuần qua, trên toàn nước Mỹ đã xảy ra 400 vụ nổ súng và ít nhất 150 người thiệt mạng. Riêng tại thành phố Chicago ở đông bắc bang Illinois, ít nhất 88 người bị trúng đạn, trong đó có 14 người thiệt mạng. Trong dịp này năm ngoái, tại thành phố lớn thứ ba của nước Mỹ này cũng có 87 người bị bắn, trong đó 17 người thiệt mạng trong vòng 4 ngày, bao gồm ngày Quốc khánh mùng 4 tháng 7. Nhà chức trách Chicago lưu ý vấn đề bạo lực súng đạn trong dịp kỷ niệm Quốc khánh năm nay, trong bối cảnh thành phố này ghi nhận 774 vụ việc trong năm 2020, năm bạo lực gây thương vong nhiều thứ hai ở Chicago trong hai thập kỷ qua và nhiều hơn số vụ của hai thành phố New York và Los Angeles cộng lại. Tại Austin, một trong những khu vực bạo lực nhất ở thành phố Chicago, cuối tuần qua nhiều phụ nữ đã tập trung tại bãi đỗ xe của một ngân hàng tuyệt thực để phản đối tình trạng bạo lực súng đạn. Trong số đó, nhiều người đã mất người thân do các vụ nổ súng trong những năm qua. Trung tâm dự báo bão quốc gia Mỹ thông báo cơn bão nhiệt đới Elsa đang di chuyển về hướng bắc với sức gió tối đa khoảng 85 km/h và tràn vào quần đảo San Jose, Florida Keys, đông nam nước Mỹ trong ngày 6 tháng 7.
Theo dự báo của giới chuyên gia, bão Elsa đang có xu hướng dịch dần về phía Tây, do đó khả năng không đổ bộ trực tiếp vào bang Florida mà chỉ quét qua bờ biển phía Tây Nam. Nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão Elsa gây ra, chính quyền bang Florida đã chỉ đạo dùng chất nổ để phá dỡ có kiểm soát phần còn lại của một tòa chung cư bị sập tại Surfside trên bờ biển phía đông của Florida trước khi cơn bão tới và có thể đánh sập công trình này. Trước đó, theo Viện Khí tượng Cuba Insmed, cơn bão này đã quét qua Cuba tối 5 tháng 7 với sức gió lên tới 100 km/h, kèm theo gió giật mạnh. Cuba cũng đã đưa ra cảnh báo ở các tỉnh La Habana, Mayabeque và Artemisa, đồng thời sơ tán hơn 100.000 người tại khu vực ven biển và vùng trũng thấp trên khắp đất nước. Các trường hợp nhiễm mới COVID-19 tại Mỹ đã gia tăng khi biến thể Delta lan rộng, nhất là tại các bang có tỷ lệ người dân tiêm chủng vaccine phòng bệnh thấp. Tất cả 50 bang và thủ đô Washington DC đã báo cáo về các trường hợp dương tính với biến thể Delta, được cho là có khả năng lây truyền cao hơn ở các chủng khác. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ cho biết, dù các chuyên gia nhấn mạnh vaccine là biện pháp bảo vệ tốt nhất và cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ chống lại biến thể, nhưng tại một số bang, tỷ lệ người dân tiêm chủng vaccine phòng bệnh vẫn ở mức thấp. Kỳ nghỉ lễ độc lập cuối tuần vừa qua làm nổi bật sự khác biệt giữa một số khu vực chứng kiến sự gia tăng các ca nhiễm mới COVID-19 và những khu vực khác tổ chức các cuộc gặp mặt đông người do người dân tiêm vaccine. Ngày 5 tháng 7, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành hội nghị trực tuyến để thảo luận về quan hệ giữa Liên minh châu EU với Trung Quốc cũng như các vấn đề toàn cầu mà các bên cùng quan tâm. Tại cuộc điện đàm kéo dài hơn 1 giờ, các nhà lãnh đạo Đức, Pháp và Trung Quốc chủ yếu thảo luận về quan hệ EU-Trung Quốc, về thương mại quốc tế, bảo vệ khí hậu và thỏa thuận hạt nhân. Để có những cái nhìn sâu hơn về các chính sách mà ba quốc gia này bàn luận trong cuộc họp thượng đỉnh đang diễn ra, mời quý vị cùng theo dõi các bình luận của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày 5 tháng 7, các nhà lãnh đạo của Đức, Pháp và Trung Quốc đã bắt đầu cuộc họp thượng đỉnh với nhiều vấn đề nóng hổi được đề cập, trong đó tiêu biểu là các chính sách bảo vệ khí hậu, tình hình đại dịch và quan hệ giữa Trung Quốc với khối Liên minh châu Âu trong thời gian gần đây. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, để có thể hợp tác một cách hiệu quả, đầu tiên, các bên cần phải có sự hiểu biết đúng đắn về nhau. Trung Quốc và EU hợp tác trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, tìm điểm chung và tôn trọng sự khác biệt. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đã tập hợp những điểm chung lớn nhất giữa hai bên. Do đó, Trung Quốc và EU cần đề cao tinh thần này, cần nhìn nhận đúng đắn và xử lý một cách lý tính khác biệt của nhau nhằm định hướng vững chắc cho quan hệ Trung Quốc và EU. Chúng ta nên đề cao tinh thần hợp tác, nhìn nhận sự khác biệt của nhau một cách đúng đắn, xử lý một cách hợp lý các khác biệt và đảm bảo quan hệ giữa hai bên cùng tiến lên. Về chính sách bảo vệ khí hậu, theo một người phát ngôn của chính phủ Đức, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi điều chỉnh mục tiêu cắt giảm CO2 trong ngắn hạn cũng như trong nỗ lực hơn nữa bảo vệ đa dạng sinh học tại cuộc họp lần thứ 15 của Hội nghị các bên COP15 cho Công ước Liên Hợp Quốc về đa dạng sinh học, dự kiến tổ chức ở Côn Minh của Trung Quốc vào tháng 10 tới. Đồng thời, Trung Quốc cũng có tinh thần hợp tác vô cùng tích cực dựa trên mục đích chung của hội nghị. Trung Quốc sẵn sàng làm việc với châu Âu để đảm bảo các kết quả tích cực tại cuộc họp lần thứ 15 của hội nghị các bên tham gia Công ước về đa dạng sinh học COP15 và phiên họp thứ 26 của hội nghị của các bên Công ước khung của Liên Hợp Quốc về thay đổi khí hậu. Đối với vấn đề giao thương quốc tế, hiện EU và Trung Quốc đã có nhiều vấn đề cần thảo luận, trong đó có vấn đề Biển Đông, Hiệp định Đầu tư Toàn diện CAI giữa EU, Trung Quốc cũng như việc đánh thuế tối thiểu trên toàn thế giới đối với các tập đoàn lớn. Theo thông báo từ Phủ Tổng thống Pháp, hai nhà lãnh đạo châu Âu kêu gọi Bắc Kinh tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp châu Âu tiếp cận thị trường Trung Quốc, kêu gọi thực hiện cạnh tranh công bằng để các công ty nước ngoài ở Trung Quốc có thể hưởng lợi từ các điều kiện tương tự như các công ty Trung Quốc được hưởng ở châu Âu. Trong khi đó, thông báo từ Bắc Kinh cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình mong muốn Trung Quốc và châu Âu mở rộng hợp tác nhằm ứng phó tốt hơn với các vấn đề toàn cầu. Cũng tại hội nghị, ông Tập Cận Bình hy vọng châu Âu có thể đóng vai trò tích cực hơn nữa trong các vấn đề quốc tế, có sự độc lập về chiến lược và tạo môi trường công bằng, minh bạch và không thành kiến với các công ty Trung Quốc. Việc ba nước Đức, Pháp và Trung Quốc tổ chức cuộc họp thượng đỉnh trong bối cảnh Trung Quốc đang mất đi những người bạn châu Âu nhanh hơn những gì họ hy vọng có thể giành được, giữa bối cảnh những bất đồng giữa Bắc Kinh và Brussels ngày càng sâu sắc. Cuộc họp thượng đỉnh đang diễn ra giữa ba quốc gia sẽ là một trong những cầu nối cần thiết để Trung Quốc và Liên minh châu EU mở ra những sự hợp tác toàn diện trong tương lai.
Trung Quốc và châu Âu đã có những bất đồng xảy ra hồi tháng 3, khi Liên minh châu Âu EU cho biết khối này đã trừng phạt 4 quan chức Trung Quốc và một thực thể liên quan đến vấn đề Tân Cương. Bắc Kinh đã đáp trả ngay lập tức với những biện pháp vô cùng mạnh mẽ và cứng rắn. Diễn biến này đã dẫn đến sự sụp đổ thỏa thuận đầu tư toàn diện EU và Trung Quốc CAI, một thỏa thuận mất gần một thập kỷ để đạt được và được cho là một công cụ địa chính trị của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm chia rẽ quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương Mỹ-EU. Các chính sách phòng vệ dữ dội của Trung Quốc qua chiến lược ngoại giao chiến lang đã gây phản tác dụng, dẫn đến lập trường ở Brussels về Bắc Kinh ngày càng cứng rắn. Điều này sẽ dẫn tới một hệ lụy cho mối quan hệ giữa Trung Quốc và khối các quốc gia Liên minh châu Âu-EU. Trong cuộc họp thượng đỉnh giữa Đức, Pháp và Trung Quốc, các nước đã kiên định xây dựng mối quan hệ tổng thể ổn định và cân bằng giữa các quốc gia tham gia nói riêng và định hình cho mối quan hệ Trung Quốc-EU nói chung. EU đóng vai trò tích cực trong việc phát triển và duy trì ổn định đối với các vấn đề chung của thế giới. Trung Quốc sẵn sàng tăng cường đối thoại, hợp tác với tất cả các bên vì lợi ích phát triển chung của các quốc gia. Trung Quốc mong muốn cùng EU sớm tổ chức hội nghị các nhà lãnh đạo Trung Quốc-EU lần thứ 23, cũng như tiến hành đối thoại cấp cao về chiến lược, kinh tế, thương mại, nhân văn, kỹ thuật số hay khí hậu giữa hai bên. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, trong bối cảnh làm tốt các công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh COVID-19, cần tiếp tục tạo thuận tiện cho việc trao đổi đi lại giữa nhân viên hai bên. Trung Quốc hy vọng EU sẽ tạo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và không phân biệt đối xử với các công ty của Trung Quốc. Cũng trong hội nghị thượng đỉnh giữa ba nước, các nhà lãnh đạo cũng bày tỏ thiện chí cùng nhau phát triển với nhiều chính sách tiềm năng trong tương lai. Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu phát triển to lớn trong vài thập kỷ qua. Pháp mong muốn sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Trung Quốc một cách thực chất, ủng hộ việc ký kết thỏa thuận đầu tư giữa EU và Trung Quốc. Ngoài ra, Tổng thống Pháp cũng sẵn sàng tiếp tục duy trì trao đổi với phía Trung Quốc về các vấn đề như cải cách WTO, biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học, đánh giá cao vai trò của Trung Quốc trong việc thúc đẩy tiếp cận vaccine một cách công bằng cho các nước đang phát triển, cũng như những nỗ lực của Trung Quốc trong việc thực hiện các sáng kiến xóa nợ của G20. Hội nghị thượng đỉnh Đức, Pháp và Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu đang có chiều hướng giảm sút. Hội nghị này đã mở ra nhiều phương hướng tích cực để Trung Quốc và EU thúc đẩy hợp tác trong tương lai. Đồng thời, ba nhà lãnh đạo tiếp tục khẳng định tầm quan trọng hợp tác giữa Trung Quốc và EU trong việc đối phó với các thách thức toàn cầu hiện nay. Với những chính sách được bàn luận tại hội nghị sẽ có ảnh hưởng ra sao tới quan hệ giữa Trung Quốc và Liên minh châu EU trong tương lai? Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị trong những bản tin tiếp theo. Đến đây, chương trình Trên từng kinh tuyến xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.